Thưa quý vị, với quyết tâm xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo chính quyền các địa phương phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai xây dựng thí điểm cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy. Hướng mới mục tiêu mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất là một cơ sở an toàn. Từ đó góp phần nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra tại các cụm dân cư. Xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, một trong những địa bàn đầu tiên tại thành phố Hà Nội thành lập đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phản ứng nhanh. Tự nguyện tham gia, thường xuyên ứng trực tại từng thôn xóm, được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Những thành viên của đội bao gồm công an xã, dân phòng và quần chúng nhân dân. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt được huy động để xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại khu dân cư. Với nhiệm vụ được giao, công tác phối hợp tác chiến và thông tin báo cháy đến lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng kịp thời và nhanh chóng hơn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do chậm trễ trong triển khai công tác chữa cháy. Khi tại địa bàn có cháy, thì đồng chí trưởng thôn ở cơ sở sẽ là người huy động toàn bộ lực lượng nhân dân ở cơ sở tham gia cùng với đội phòng cháy chữa cháy phản ứng nhanh của xã để kết hợp vào để làm công tác phòng cháy, đảm bảo tránh thiệt hại tối thiểu cho nhân dân. Xác định được đây là cái nhiệm vụ, thứ nhất là nhiệm vụ chính trị, thứ hai là nhiệm vụ của bản thân mình hay bất cứ một thanh niên nào ở xã cũng sẵn sàng tham gia vào cái đội phòng chống này để đảm bảo an toàn, thứ nhất là cho bản thân gia đình nhà mình, thứ hai là cho các hộ gia đình cũng như là hàng xóm xung quanh. Cùng với mô hình đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phản ứng nhanh, UBND huyện Thường Tín cũng đã lần đầu tiên triển khai thí điểm cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy tại xã Tiền Phong. Gần 2.000 hộ dân sản xuất các mặt hàng chăn, ga, gối, đệm bông và kết hợp kinh doanh nhà xưởng xen lẫn trong khu dân cư. Đây là địa bàn luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Thực tế, năm nào tại xã cũng xảy ra ít nhất 3 vụ cháy, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản của người dân. Với các tiêu chí và yêu cầu cụ thể, khuyến khích mỗi hộ gia đình tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, xử lý nhanh, hiệu quả khi cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Quyết định triển khai cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy của chính quyền địa phương được quần chúng nhân dân rất ủng hộ. Trong cái thời gian vừa rồi chúng tôi chạy cháy tại địa bàn xã Thường Phong thì chúng tôi cũng thấy là sự giúp đỡ của nhân dân là rất là lớn, tại vì họ biết là nếu mà cháy nhà hàng xóm thì họ cũng không bị bình chân như vậy. Do đó chúng tôi sẽ phân ra, tức là mỗi một tổ đội là một cụm dân cư, trong đó là thành lập một cái đội phòng cháy cháy phản ứng nhanh của xã, giao cho nhiệm vụ các đồng chí là kiểm tra phòng cháy cháy cũng như là tự kiểm tra công tác phòng cháy cháy trong các hộ sản xuất kinh doanh. Thực hiện đúng phương châm chỉ đạo của thành phố, đó là vào từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng việc để kiểm tra cái việc mà tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, và thứ ba nữa là đánh giá tình hình để gắn với cả việc đánh giá hiện trạng về công tác phòng cháy. Mỗi hộ gia đình, mỗi hộ kinh doanh là một cơ sở an toàn. Mặc dù mới chỉ triển khai thí điểm, nhưng bước đầu các mô hình đã phát huy hiệu quả nhất định, góp phần củng cố lực lượng tại chỗ, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tiếp tục nhân rộng và cổ vũ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương.